Thực sự thì Canva càng ngày càng bá đạo các bạn ạ. Và mới đây nhất thì Canva cập nhật một vài những cái tính năng mới, tức là thêm những cái ứng dụng mới giúp cho chúng ta có thể sáng tạo nội dung một cách nhanh chóng hơn, từ việc viết bài, tạo hình ảnh, tạo video, và đó là những thứ mà một người content creator cần phải sử dụng, thì bây giờ Canva nó đã cung cấp cho chúng ta hết rồi các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì Nam sẽ cập nhật cho bạn những cái tính năng mới mà trong cái ngày 23 tháng 5 vừa rồi Canva họ vừa công bố để cập nhật cái nội dung. Vậy thì tính năng đó nó gồm những cái gì và nó có điều gì hay để giúp chúng ta có thể x10x20 hiệu suất lao động của mình, thì mời các bạn chúng ta cùng xem hết cái video ngày hôm nay nhé. Rồi, trong ngày 23 tháng 5 năm 2024 vừa qua thì Canva có cập nhật một vài tính năng rất là mới, đó chính là soạn thảo văn bản. Đây là một cái tính năng cực hay. Bạn bảo nó viết một cái bài viết là nó cũng có thể viết bài cho bạn, hoặc là bạn có thể tóm tắt một cái bài viết nào đó nó cũng có thể tóm tắt cho bạn, rồi bạn bảo nó chỉnh sửa ngữ pháp của một bài viết nào đó nó cũng làm hết cho bạn. Rất là hay các bạn ơi. Đây là một cái tính năng mà các bạn kích vào đây bạn sử dụng thử nó đi. Thì đây mình đã kích ra nó dùng thử, thì cái giao diện của nó như này. Đầu tiên giao diện nó này nó đã hướng dẫn chúng ta try magic write, tức là đầu tiên nó bảo là bạn hãy lựa chọn vào một cái box có chữ, sau đó click vào cái soạn thảo magic này và click vào cái writer, tức là viết đấy, ở phần viết tiếp này. Thì bây giờ ví dụ như là chúng ta Nam đang test nó một cái bài viết như sau này các bạn này. Đây Nam sẽ bảo là mày làm sao viết được một bài viết bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao. Nó viết cho mình đây các bạn này. Nó viết cho mình, nó giống như thằng ChatGPT luôn nhé các bạn ơi. Nó giống như ChatGPT luôn, nó sẽ viết khá là sát. Còn nếu như bạn không được thì bạn tiếp tục lại, bạn lại đặt câu lệnh đấy, bạn đặt câu lệnh không? Ở trong phần này khi mà bạn click vào đây bạn, phần soạn thảo magic này, thì nó sẽ có phần 1 là nó sẽ rút ngắn cái đoạn viết này, 2 là nó sẽ cải thiện cái đoạn viết này. Thế bây giờ mình sẽ bảo nó cải thiện cái đoạn viết này, nó sẽ tiếp tục cải thiện cho mình. Đấy. Đó, thì click vào thì nó lại cải thiện cho mình cái bài viết này. Còn ở đây thì nó sẽ sửa lỗi chính tả, nó viết cho mình thì chắc chắn là đúng chính tả rồi. Còn cái phần mà mình add một đoạn văn vào đây xong bảo nó sửa lỗi chính tả thì nó cũng sửa lỗi cho mình luôn. Đó. Rất là hay. Còn cái việc mà thay đổi giọng điệu thì cái giọng điệu là một cái dạng mà bạn lựa chọn cái cách bạn nói một cái đoạn giọng văn đó như nào, cách bạn viết đoạn giọng văn đó như nào. Thì bây giờ nó có phần thêm giọng điệu, thì khi mà bạn thêm giọng điệu tức là bạn sẽ lấy một cái giọng cách viết văn của bạn, thì bạn sẽ đưa một cái đoạn văn của bạn vào đây. Đây nó bảo cho một đoạn văn mẫu vào đây để nó nhận ra cái giọng điệu đó. Thì bây giờ nhá, Nam lấy một cái giọng văn ở đây, vừa nãy thì Nam có sử dụng lấy một cái đoạn văn này, bài viết này để Nam nhét vào đây để thì nó sẽ cho mình một cái giọng điệu. Rồi bây giờ mình lấy một đoạn văn khác nhé, trên một tờ báo khác đi, hoặc là phần giải trí đi. Đó, mình sẽ lấy một bài viết bất kỳ nào đó, mình kích vào đây. Sau đó chúng ta dán nó vào. Bây giờ nhá, sau đó là mình sẽ bảo nó phân tích giọng điệu nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bảo nó phân tích giọng điệu này. Rồi. Đấy, thì bắt đầu nó sẽ phân tích cái giọng điệu là phong cách viết bạn là báo chí và trang trọng, tập trung vào mô tả chi tiết sự kiện, ngôn từ lịch lãm, tinh tế. Đó, thì đây là cách nó phân tích ra một cái giọng điệu, sau đó mà chúng ta sử dụng những cái giọng điệu này để chúng ta viết bài. Bây giờ mình lưu nó lại nhá, mình lưu nó lại. Đặt tên cho giọng điệu, đây là giọng điệu là giải trí. Đấy, giọng điệu là giải trí, mình lưu vào, được chưa? Vậy thì khi mà soạn thảo văn bản ở đây, tùy chọn giọng điệu thì mình sẽ lựa chọn phong cách là giải trí hay phong cách là, ở đây là mình là kinh doanh nhé, mình tạo nó nên mình chưa chỉnh sửa. Đây mình sẽ chuyển đổi cái chỉnh sửa, mình sẽ sử dụng cái giọng điệu mà tùy chỉnh này, và cái giọng điệu đấy là giọng điệu về kinh tế đấy, thì nó sẽ chỉnh sửa cái bài viết theo dạng cái giọng điệu về kinh tế. Được chưa bạn? Đây là một cái tính năng cực hay. Đó, cực hay. Rồi ở đây nó có những cái dạng như là làm cho vui nhộn, rồi trang trọng hơn, rồi thêm chút kỳ diệu này, lời tùy chỉnh này, để bài viết quảng cáo nổ bom cần mic đúng bí quyết. Đấy là khi mà mình kích vào cái phần đề vui nhộn hơn ấy, tức là nó mang một cái giọng điệu vui nhộn hơn để khi mà chúng ta đọc vào nó cái bài viết nó không bị khô, nó không ấy. Thì đây là một cái cực kỳ hay của thằng Canva. Đấy, tức là nó viết giúp ta này, nó điều chỉnh cái văn giọng giúp ta này, nó giúp chúng ta sửa lỗi chính tả này, rồi nó giúp chúng ta thay đổi về các giọng điệu viết của cái bài viết đó như thế nào. Đó, nó sẽ chúng ta lưu bao nhiêu cái loại mà giọng điệu thì sau đó là chúng ta sẽ thay đổi nó có thể thay đổi cái đoạn văn của chúng ta theo những cái kiểu giọng điệu như vậy. Rồi có một cái tính năng nữa đó chính là rút ngắn cái đoạn văn. Bây giờ nhá, mình sẽ copy cái này đúng không, copy sao chép, bây giờ mình sang đây mình dán nó vào đây đúng không. Đấy, thì bây giờ mình sẽ rút ngắn nó lại đúng không. Đấy, nó sẽ rút ngắn cực kỳ
chất cái đoạn văn đó là ngôi sao 25 tuổi Joking diện váy xanh dương thiết kế tại buổi chiếu The Most Prius of Cables. Đó, thì nó tóm tắt lại toàn bộ cái đoạn văn đấy bằng một vài dòng thôi. Đây là một những cái tính năng cực kỳ hay giúp bạn có thể sáng tạo nội dung của bạn trong nháy mắt, đúng không? Nó cũng không thua kém gì ChatGPT đâu các bạn. Thì đấy là cái tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai đó chính là tính năng Magic Switch, tức là đổi cỡ và chuyển đổi Magic đây. Cái phần này thì nó có một vài tính năng, như cái bản này nó vẫn là bản beta dùng thử thôi. Mà ở đây Nam cập nhật thì nó vẫn chưa ra, nhưng mà ở đây nó cũng có những cái tính năng rất hay này, và sau này chúng ta có thể sử dụng. Thứ nhất đó là nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển một cái platform thành một cái dạng file doc, và ngược lại một cái file doc ấy thành một cái platform. Đó, và ở trong cái phần này ấy, thì trong cái tính năng này ấy, nó có thể transform, tức là thay đổi cái design của chúng ta thành doc, đúng không? Và thứ hai nữa là thay đổi cái kích cỡ của cái design đó. Và thứ ba nữa là nó có thể translate, tức là nó có thể dịch ra 100 thứ tiếng ở đây. Thì đây cũng là một cái tính năng cực kỳ hay. Tuy nhiên thì Nam đang muốn sử dụng nó và có sự gọi nó lên đây, nhưng mà về cái mẫu thiết kế, về logo của nó hình như thế này thì chúng ta vẫn đang chưa tìm thấy nó ở trong cái phần ứng dụng này. Có thể là chúng ta cần phải cập nhật cái bản mới hoặc là chờ nó up lên đây. Thì Nam vẫn đang chưa tìm thấy nó ở trong cái phần ứng dụng này. Về phần này thì chúng ta sẽ chờ đợi một thời gian nữa thì nó sẽ có bản cập nhật và sử dụng chính thức thì chúng ta sẽ sử dụng nhé. Rồi, một cái tính năng nữa ở đây đó chính là chuyển động Magic. Chuyển động này thì nó là phần này. Đây, Nam đang test nó đây. Chúng ta quay trở lại về cái biến hóa Magic này ấy, thì nó sẽ cho chúng ta biến đổi một cái thành phần theo dạng mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như ở đây nó có mẫu nhé, nó có một cái mẫu, vài cái mẫu này. Đấy, thì bây giờ chúng ta chọn một cái thành phần bất kỳ nhé, sau đó chúng ta biến đổi hình vuông đi. Đấy, mình đưa một cái này vào đây, sau đó là chúng ta quay trở lại phần biến hóa ở đây. Thì ở đây mình mô tả để biến cái hình vuông này thành cái gì thì chúng ta sẽ viết mô tả nó này. Thì nó biến cho chúng ta thành một vài cái hình như thế này các bạn này. Hình khung cửa sổ này. Đấy, thành hình khung cửa sổ này. Đó, thì cái điều này nó có cái tính năng này, nó có hữu dụng là chúng ta biến những cái vật thể mà chúng ta đang thiết kế thành những cái thứ mà chúng ta đang mong muốn. Thì nó có thể biến ra như thế này đây các bạn. Đây, nó biến thành một cái hình cửa sổ có dọc, khung dọc từ trên xuống dưới đây. Thì đấy là một cái tính năng hay của cái phần này. Một tính năng số 3 nữa là tính năng chuyển động nhé. Vừa nãy là chúng ta đã sử dụng cái tính năng biến đổi Magic rồi. Bây giờ đó là cái tính năng chuyển động. Tính năng chuyển động đây, dùng thử, nó vẫn là bản dùng thử nhé. Thì cái tính năng chuyển động này, cái tính năng chuyển động này ấy, là nó sẽ dùng cho cái việc mà mình làm trình chiếu nhiều hơn. Đó là hình động. Ví dụ như mình bây giờ mình cho nó trình chiếu đi. Trình chiếu thử đi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho những cái này, hình này nó chuyển động. Kỹ thuật số. Thì đối với cái phần này nó sử dụng cho cái phần mà chúng ta làm những cái slide trình chiếu thì ổn hơn. Đấy là cái tính năng, cái phần tính năng số 3. Một cái cập nhật nữa, cái này nó đã cập nhật rồi mà bây giờ nó thành ngon, dùng nó khá ngon rồi. Đó chính là cập nhật về từ chuyển từ text thành hình ảnh và thành video hoặc là thành đồ họa. Thì Nam đang test cho các bạn đây. Ở đây thì Nam có bảo nó rằng là chuyển thể một. Mình bảo nó rằng là mày hãy tạo cho tôi một bức ảnh cô gái Việt Nam đang mặc áo dài đội nón mặt cười tươi tắn xinh xắn đang dắt xe đạp đi trên phố. Nó tạo cho mình một cái bức ảnh đây. Các bạn nhìn thấy bức ảnh chất không? Bức ảnh như bức ảnh chụp luôn. Nó cực kỳ chất. Đó. Quá chất luôn nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta muốn nó tạo một bức ảnh đẹp thì các bạn phải mô tả càng chi tiết càng tốt các bạn nhé. Đấy, đấy là phần mà tạo ảnh nó làm cực hay. Thì cái phần đồ họa các bạn cũng làm như vậy, bạn miêu tả tương tự như vậy. Ví dụ như mình bảo là mô tả cho nó là tạo cho tôi hình ảnh một chú chó đang chơi đùa với một chú mèo dưới tán cây. Đấy, mình tạo, bảo nó tạo. Đó, và chúng ta chờ một chút xíu nó sẽ tạo cho chúng ta. Đây, hình ảnh đồ họa một chú chó chơi với chú mèo dưới tán cây đây các bạn. Ngon không? Đấy, chúng ta tạm thời tắt cái ảnh này đi nhé. Đấy, trời ơi, ngon luôn. Đấy là phần đồ họa. Còn về phần video, đấy, phần video thì mình đã thử video ở đây rồi. Đây các bạn nhìn này, mình bảo là tạo cho tôi một video có chú vịt đang bơi trên hồ, dưới có cá bơi xung quanh, bên cạnh đó là những cụm hoa sen. Đấy, nó lại vẽ thành hoa súng luôn. Các bạn nhìn này, nó tạo ra một cái video này. Nhưng mà con vịt này nó lại không chuyển động. Đấy. Đấy. Thì ở đây nó cho mình điểm nhá, nó cho mình điểm này, nó sẽ cho mình sử dụng là 1/49 rồi, tức là 1/50 rồi, tức là chúng ta còn 49 điểm tín dụng. Mỗi một lần chúng ta sử dụng nó sẽ tính một điểm tín dụng. Đấy, nên mình sẽ không tạo một cái video nữa.
Đó, thì các bạn có thể test thử, các bạn miêu tả càng chi tiết thì nó sẽ tạo cho bạn một cái video càng sống động. Ở đây một cái video có nước di chuyển này, đấy, khá là sống động nhá. Nhưng mà con vịt này nó không chuyển động thì chúng ta cần phải mô tả hơn, rõ hơn về con vịt đang bơi, vẫy cánh như thế nào thì nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh chân thực hơn. Thì đấy là những cái tính năng cực kỳ hay của Canva nó đang cập nhật và cập nhật mới gần đây. Ngoài ra thì Canva đã cập nhật rất nhiều tính năng mới trước đây rồi, trong năm 2023, 2024 Canva liên tục cập nhật những tính năng mới và ứng dụng mới AI, và nó sẽ tạo ra vô vàn những cái ứng dụng ở trong cái phần này. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm đó, các bạn có thể tìm hiểu và khám phá thêm những cái ứng dụng ở trong này. Nó có rất nhiều cái ứng dụng để giúp chúng ta có thể thiết kế ra những cái hình ảnh, tạo ra những bài text, rồi tạo ra những cái bức cái video hay sống động và nhanh chóng, thậm chí là tạo ra những cái hình ảnh như là ảnh sản phẩm, bạn chụp ảnh sản phẩm bạn đưa vào đây nó chuyển đổi hình thành, bạn không cần phải thiết kế, nó rất rất là nhanh đó. Thì nó có rất nhiều các loại ứng dụng như vậy, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trong phần này. Thì trong video ngày hôm nay thì Năm cập nhật cho bạn một vài cái ứng dụng rất hay như vậy thôi, để giúp cái công việc của bạn nó trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, nó có thể x5 x10 hiệu suất của bạn, thậm chí x20 hiệu suất làm việc của bạn, để bạn trở thành những người tạo ra nội dung số thật là nhanh chóng và phát triển được công việc kinh doanh của mình. Rồi, video của Nam đến đây là kết thúc rồi. Nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ Nam ra các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.